Chào mừng quý vị các bạn đã lại với kênh Đại Vương. Thì đến video này Vương xin chia sẻ cho quý chị các bạn cách mà thêm tài khoản Google danh bạ của iPhone nha. Thì hiện tại trên cái danh bạ của Vương này, nó chỉ có là những cái danh bạ có trên cái tài khoản iCloud mà nó chưa có trên tài khoản là Google. Thì hôm nay Vương chia sẻ chúng ta cách để mà thêm cái tài khoản Google danh bạ của Google đó, còn gọi là Google Contact trên danh bạ của điện thoại iPhone. Thì làm sao để thực hiện được điều đó, xin mời quý chị các bạn cùng Vương theo dõi video này nhé. Rồi thì bây giờ chúng ta muốn thêm cái danh sách tại đây là của là Gmail. Thì các bạn hãy thoát ra, các bạn sẽ vào có mục là cài đặt nha. Bấm vào cài đặt này. Thì lúc này các bạn sẽ kéo xuống chọn cho Vương có mục là danh bạ. Đây danh bạ này. Các bạn sẽ bấm vào danh bạ. Thì ở đây cái tài khoản nó chỉ có một nè. Chúng ta sẽ bấm vào. Ở đây. Nó chỉ có tài khoản iCloud. Bây giờ Vương sẽ bấm vào thêm tài khoản này. Bấm vào thêm tài khoản. Thì bây giờ mình sẽ bấm vào tài khoản Google. Mình sẽ bấm vào đây. Còn các bạn nếu mà có lưu trên cái nền tảng nào khác thì chúng ta sẽ chọn trong các này nha. Mình sẽ tài khoản Google, mình sẽ bấm vào Google. Và bây giờ là mình sẽ nhập cái tài khoản Google. Những cái danh bạ mà Vương đã được upload lên cái tài khoản Google Contact á, mình sẽ đăng nhập nha. Rồi như vậy là nó đã được đăng nhập này, bây giờ nó xác thực hai bước thì mình sẽ đồng ý nó thôi. Rồi Văn chính là tôi nè. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ vuốt xuống và sẽ bấm là cho phép nha. Nó nói là hãy chắc chắn rằng bạn tin tưởng là US này đã đăng nhập vào cái tài khoản Google của bạn. Mình sẽ bấm là cho phép. Thoát lên. Rồi thì ở đây chúng ta có thể là trên cái tài khoản Gmail á, chúng ta có thể là cho nó là ghi chú hoặc là không. Thì chúng ta sẽ cấp quyền tại đây. Vì như Vương nó để, Vương chỉ để mặc định thôi. Vương sẽ bấm là lưu. Hoặc là mình thêm cái ghi chú cũng được. Mình sẽ bấm lưu nè. Lưu. Rồi đã thêm tài khoản Google. Rồi như vậy là tài khoản cái danh bạ này đã được có Gmail được thêm vào nha. Rồi giờ mình sẽ thoát ra. Mình sẽ vào là cái danh bạ của Vương nha. Thế đây, danh bạ của Vương đây, nó đã được thêm vào cái tài khoản Gmail này, đó, Gmail đặt thêm. Bây giờ là nó sẽ trong cái thời gian nó sẽ cập nhật, nó sẽ up lên nha. Bây giờ là mình mới có nhập vào thì nó sẽ tự cập nhật, nó sẽ, cái quá trình nó cập nhật nó nhanh hay chậm phụ thuộc vào cái dữ liệu danh bạ của chúng ta nhiều ít nha. Thì chúng ta nhìn xem thử là nó sẽ cập nhật được bao nhiêu cái danh bạ trên cái tài khoản Gmail này nha. Đó thì khi mà chúng ta sử dụng thì chúng ta sẽ bấm vào tất cả các liên hệ thì nó sẽ đảm bảo chúng ta là đầy đủ các danh bạ. Chứ nhiều khi là chúng ta sẽ sử dụng một cái tài khoản iCloud không thì cái danh bạ chúng ta nó bị thiếu nha. Như ở đây Vương cái Gmail của Vương nó tới là 656, còn cái iCloud nó chỉ có 590 mấy, nên thằng kia là nó thiếu cái danh bạ của Vương. Thì Vương đã tạo thêm vào cái tài khoản Gmail lên cái danh bạ của chiếc iPhone này. Đã thành công rồi nha. Khi mà về chúng ta sẽ sử dụng, chúng ta sẽ bấm tất cả danh bạ này. Đó, thì ở đây nó sẽ được sử dụng ở đây. Của các bạn có thể là xem có trùng lặp và chúng ta sẽ sửa các trùng lặp tại đây nha. Rồi, vâng, như vậy là vừa rồi Vương vừa chia sẻ cho quý vị các bạn cách thêm tài khoản Gmail cũng như là cái tài khoản Google Contact lên cái danh bạ của chiếc điện thoại iPhone. Mình chúc quý anh chị các bạn thực hiện thành công. Nếu thấy video này hữu ích thì hãy cho Vương một like, một đăng ký kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Bye bye.